Bản tin 24 giờ xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bản tin 24 giờ xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua, mang lại cho quý vị những trải nghiệm mới nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin chính. Kính thưa quý vị, lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu màu vàng lớn nhất thế giới. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã, cây cầu phía thượng lưu thoát nước màu vàng ở tỉnh Sơn Tây phía bắc của Trung Quốc đã bị đánh sập do lũ lụt trong những ngày vừa qua. Khi mưa lớn di chuyển từ miền Nam lên phía bắc Trung Quốc, buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong những ngày tuần tới. Thác Hồ Khẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Từ ngày đầu tháng này, thác nước Hồ Khẩu đã bước vào mùa lũ năm 2023 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Khẩu đã lên tới 1.500 mét khối trên giây, gấp 3 lần lưu lượng bình thường do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Nổi tiếng trên toàn thế giới về nước có màu vàng, thác Hồ Khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy lũ mạnh nhất trên thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác nước màu vàng lớn nhất trên thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút rất đông du khách. Hôm qua, ngày 30 tháng 6 năm 2023, Trung Quốc đã cảnh báo mưa lũ 4 cấp ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút nước tàn phá trong gần 2 tháng vừa qua. Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay trong 3 ngày tới dự kiến sẽ có mưa xối xả ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Đạng. Một số khu vực nói trên sẽ có lượng mưa trên 150mm mỗi giờ kèm dông bão và gió giật mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền và các địa phương cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn, lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm nêu trên. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mẫu hóa bằng màu sắc với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh lam. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa nhà cao tầng ở thành phố Tây An đã bị sập hoàn toàn. May mắn không có ai bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho hay xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn ở tỉnh Sơn Đông. Trên bờ biển phía đông, Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo khu vực thượng nguồn sông và các khu vực đông bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn trong 2 tuần tới. Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc, ông Nhạc Cảnh Bình đã tổ chức một cuộc họp hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của các thứ trưởng và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Sơn Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Nhạc nói với các quan chức từ các tỉnh thành rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả lũ từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong những tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước ở các hồ để có khả năng xây dựng nước lũ sắp đổ về. Ông Nhạc không cung cấp chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc, bao gồm các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất và từ các vùng núi. Ông Nhạc phân tích, tuy lũ lụt trên sông Dư Tử có giảm nhưng mực nước ở khu vực trung và hạ lưu sông này vẫn còn cao hơn mức báo động, tức là vẫn có nguy cơ vỡ bờ đê và vỡ đập. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan đến thượng nguồn con đập Tam Hiệp bị vỡ, mới đây một cư dân sống ở thượng nguồn Tam Hiệp đã đăng tải một video cho thấy sạt lở đất kéo theo rất nhiều ngôi nhà cao tầng ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cảnh video cho thấy một người phụ nữ phản ứng thông minh và cứu được 21 dân làng may mắn thoát nạn trước lưỡi hái tử thần. Qua đoạn video này cho thấy điều đó đang chứng minh một luận điểm đã có từ lâu rằng con đập siêu khổng lồ này sắp vỡ. Trong tương lai là điều chắc chắn. Có phân tích của chuyên gia cho rằng rất có thể đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong năm nay và nhanh nhất có thể là cuối tháng 7 hoặc thậm chí là sang tháng 9 với đà tiến của việc sạt lở ở thượng nguồn do mưa lũ kéo dài trong xuyên suốt gần 2 tháng vừa qua. Chưa dừng lại ở đó, đập Tam Hiệp phải hứng chịu liên tiếp 3 trận đại hồng thủy với cường độ khác nhau. Các cụ đã nói mưa dầm thì thấm lâu, những ngọn núi vệ tinh xung quanh con đập một khi đồng loạt sạt lở, điều đó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền bồi thêm kinh hoàng. Cũng giống như bạn thả một hòn đá vào cung nước, ắt sẽ tự nhiên nước sẽ dâng lên cao. Đó là hiện tượng tự nhiên dễ hiểu và con đập Tam Hiệp cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là video ví dụ điển hình cho những chứng minh đó.
lượng đất đá khổng lồ trên cao dội xuống hồ chứa trong phút chốc. Lượng nước trong hồ đập Tam Hiệp sẽ dâng cao, cộng thêm với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về. Có ai dám đứng ra đảm bảo rằng con đập sẽ tự tin đứng vững khi sức chịu đựng của hồ chứa lớn nhất trên thế giới đạt giới hạn cực đại, áp lực tăng lên đột ngột trong tích tắc và đương nhiên con đập sẽ bị vỡ tung. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, đan xen với các vấn đề động đất, những vấn đề bất ổn tại khu vực vệ tinh xung quanh liên quan tới khu vực kể trên. Qua một đoạn đường đi vào trạm phát điện của đập Tam Hiệp cũng bị đất đá chôn vùi, khiến cho chính quyền Trung Quốc phải dốc hết toàn lực để giải tỏa con đường. Đan xen với đó là xóa hết các dấu vết từ hình ảnh, video cho đến các thông tin liên quan của con đập. Thưa quý vị, có một điều người ta thường nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Họa Trung Quốc bây giờ gây ra không chỉ ở trong nước mà đã lan toàn ra thế giới. Có rất nhiều người thậm chí đã nguyền rủa khi nhận ra bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Người ta luôn mong muốn rằng có một quả báo dành cho các nhà lãnh đạo của đất nước này. Trong đó không thể kể đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Xét về khía cạnh tính nhân đạo của con người, chúng ta không mong những điều bất hạnh đến cho người dân vô tội của Trung Quốc. Nhưng những gì mà đất nước này đang phải gánh chịu và chắc chắn sẽ còn phải đối diện với tiếp tục trong tương lai thì rất khó có thể đảo chiều. Đập Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ mạnh hơn chục lần bom nguyên tử. Nếu vấn đề nghiêm trọng nói ở đây chính là khi nó vỡ thì chắc chắn bản đồ chính trị của thế giới sẽ không còn cái tên Trung Quốc, và con số khủng khiếp lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Trong khi Trung Quốc vẫn hay vũ ngực xưng vương, chuyên đi man nạt và gây sự toàn thế giới, đi khắp muôn nơi để gieo rắc sự kinh hoàng. Trong bối cảnh đợt đại hồng thủy số 3 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo mới nhất rất bất thường khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh và quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, 3 lữ đoàn công binh 249, 279 và 293 thuộc binh chủng công binh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để thực hiện công tác cứu hộ và cứu nạn. Đập Tam Hiệp đang phải xả lũ với lưu lượng 49.000 mét khối trên giây, mức xả được cho là mạnh nhất từ năm con đập được đi vào hoạt động năm 2003. Người ta đang lo ngại rằng phải chăng con đập Tam Hiệp đang va vấp phải sự cố hay vấn đề nào đó khi lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại huy động nhiều lực lượng công binh đến như vậy. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát về đê điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc xả lũ, dự báo đến ngày mai mùng 27 năm 2023, mực nước trong hồ chứa Tam Điệp sẽ ở mức 165,5 m. Theo thiết kế, con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175 m. Chạm ngưỡng 175 m có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10 m nữa là sức chịu đựng của con đập đến giới hạn cực đại, cộng thêm với sạt lở di chuyển ở thượng nguồn. Hơn lúc nào hết, cả thế giới đang cùng nhau nín thở và chờ đợi số phận của nó, số phận của con đập Tam Hiệp liệu có trụ nổi hay không. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 117 hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng với một số đập lớn khác nhau sẽ tham gia kiểm soát đợt lũ số 4 và giảm áp lực cho con đập Tam Hiệp. Mặc dù đã được dự báo từ sớm, nhưng đợt lũ số 3 vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của trong một số tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Cam Túc và Vân Nam. Mực nước sông Dương Tử đoạn chảy qua Trùng Khánh đã chạm đến mức cao nhất kể từ năm 1981, thời điểm xảy ra lũ lịch sử khiến 1,5 triệu người Trung Quốc mất nhà cửa, 260.000 người Trùng Khánh bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều đường cao tốc công trình bị sập lụt và hư hại, ít nhất 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị thiệt hại và phải dừng hoạt động. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy nước lũ nhấn chìm tất cả những biển quảng cáo cao trên 3 m tại một số con đường của thành phố. Ở Tứ Xuyên, chính quyền và người dân vẫn nỗ lực bảo vệ di sản Lạc Sơn Đại Phật khỏi hư hại do lũ lụt. Mưa lũ đã ngập đến chân vật khổng lồ có niên đại hơn 1.200 năm tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đợt lũ số 4 kèm theo thảm họa địa chất đã khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam, gần 40.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng do lũ lụt. Một thông tin rất đáng quan ngại khi tỉnh Vân Nam là một trong những nơi giáp ranh với biên giới Việt Nam của chúng ta. Theo nguồn tin của người dân địa phương tại các cửa khẩu cho biết, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới tìm đủ mọi cách như mua chuộc người bản địa, dẫn đường, vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các đường tiểu ngạch hòng mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú. Nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24/24, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Vì nhiều người trong cộng đồng mạng và ngoài
ngoài nước cho rằng nhân từ với giặc chính là tự bắn vào mình. Lòng nhân đạo cần phải đặt đúng chỗ, đúng nơi. Người Trung Quốc xưa nay thật giả lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước. Thành phần nổi loạn và nguy hiểm hơn cả là những người mang mầm mống dịch bệnh Covid. Khảo sát nhẹ được đặt ra, nếu quý khán giả là người quyết định thì chúng ta nên giúp đỡ phần nào người Trung Quốc tội nghiệp kia đang ở biên giới, khi họ vẫn ngày đêm mong chờ chúng ta mở cửa biên giới cứu mang họ. Đừng quên để lại lời bình luận của mình ở bên dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ ràng hơn về tình huống này. Quay trở lại với tình hình thiên tai tại Trung Quốc, theo thống kê của Cục Tính toán ước tính thiệt hại ban đầu của các tỉnh miền Nam Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại rơi vào 453 triệu USD. Chính quyền tỉnh Cam Túc cho hay tỉnh này vẫn nỗ lực khôi phục lại hệ thống liên lạc điện, nước và các giao thông khi tiếp tục cứu hộ người dân bị mắc kẹt. Máy bay trực thăng hiện cũng được triển khai để cứu hộ những người đang mắc kẹt trong nhà không kịp sơ tán. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người còn đang mất tích. Mưa lũ ảnh hưởng đến 400.000 người và khiến 72.000 người phải sơ tán. Chính quyền Cam Túc thông báo tại Trùng Khánh khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, ngày 30 tháng 6 năm 2023, mực nước đo được tại trạm thống thang trên sông Dương Tử đạt 191,55m, cao hơn 0,14m so với mức kỷ lục và vẫn đang gia tăng. Trùng Khánh nằm trên khu vực hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng, hệ thống sông ngòi trong thành phố dày đặc. Trong khi đó, địa hình Trùng Khánh chủ yếu là đồi núi, rất khó thoát nước. Quan chức thuộc Ủy ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trùng Khánh nhận xét, trận lũ thứ tư đã khiến Trùng Khánh thiệt hại 354.000 USD, hơn 260.000 người bị ảnh hưởng. Thông tin trên cũng đã kết thúc video hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều về chúng tôi, xin quý vị hãy bấm like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào thân ái và tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong những phút vừa qua. Nếu có thắc mắc, xin quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới video. Ban biên tập của chúng tôi sẽ kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, thời hạn chương trình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.